ảnh chụp được anh ạ, có ảnh chụp được. Quang Hải, Văn Toàn nữa. Văn Toàn vừa hỏi không Phượng tới chưa? Không chỉ các cầu thủ hóng Công Phượng mà các phóng viên đang rất hóng Công Phượng. Rất vui khi mà Quang Hải và Quế Hải trêu Văn Toàn. Thank you.